Trang Sina Trung Quốc cho biết nhiều khả năng Fabio Cannavaro sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc ngay trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 10 tới. Đội tuyển Trung Quốc có thể thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng trong thời gian tới. Huấn luyện viên Cannavaro để lại nhiều ấn tượng tốt cho người hâm mộ. Ông ấy đang được cân nhắc như một sự lựa chọn hợp lý để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ngay trước tháng 10 này, tờ Sina viết. Mới đây, trung vệ lừng danh của Italia một thời, Fabio Cannavaro đã chính thức nói lời chia tay với câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande sau khi đội bóng này lâm vào khủng hoảng tài chính. Theo nhận định của truyền thông, Fabio Cannavaro đang được xem là ứng viên sáng giá được ướm ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Trung Quốc thay cho huấn luyện viên Lithia, người không để lại nhiều dấu ấn trong thời gian qua. Nếu thay Lithia, Cannavaro sẽ không gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường ở đây, vì trong đội hình của tuyển Trung Quốc có đến 8 cầu thủ từng là học trò của Cannavaro, Trang Sina nhận định. Cannavaro tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Quảng Châu vào tháng 11 năm 2014, thay thế huấn luyện viên kỳ cựu Lippi. Thời điểm đó, đội bóng này còn mang tên Quảng Châu Evergrande. Do Cannavaro chưa có nhiều kinh nghiệm, thành tích của Quảng Châu trong giai đoạn này không tốt. Cựu danh thủ của Italia quyết định chia tay đội bóng vào tháng 6 năm 2015 để chuyển sang dẫn dắt Al Nassr trước khi trở lại câu lạc bộ Quảng Châu vào năm 2018. Trong lần tái ngộ đội bóng cũ, Cannavaro đã giúp Quảng Châu gặt hái được nhiều thành công với chức vô địch FA Super Cup 2018, vô địch Chinese Super League năm 2019. Tuy nhiên, do Quảng Châu gặp những vấn đề về tài chính mới đây, Cannavaro đã quyết định chia tay đội bóng này. Hiện tại, tương lai của Cannavaro đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Có thể cựu đội trưởng từng cùng Italia vô địch World Cup 2006 sẽ được trao quyền dẫn dắt Trung Quốc ngay trận gặp Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 tới tại vòng loại World Cup 2022.